xong rồi lại tiếp tục chạy cái đoạn đường Nguyễn Trãi thôi. Ồ, đèn đỏ đó rồi, chưa kịp chạy cái đèn đỏ rồi mít ổi xá lì thơm dẻo ngọt, tức là cái trái ổi á, cái trái ổi xá lì màu đỏ đó, người ta hay kêu là ổi chính á, người ta sẽ đem phơi khô nha, phơi khô thì nó sẽ tiêu lại, là họ làm thành mứt hoặc là họ sẽ ngào với lại đường á, sau đó họ bắt lên trên đó rồi họ xào tới xào lui cho nó khô, nó khô nó sánh lại thì sẽ ra được, thì sẽ ra được mứt. Ba bán cua thì mình sẽ rẽ vào hẻm 5B này nha, có bà ba bán cua ở trọng á. Ồ, làm như cái này không có bán, dành dòng để bà ba à. Phía đằng trước là bệnh viện Nguyễn Tri Phương á, nhưng mà đèn đỏ rồi, sắp tới Noel rồi nè, sắp tới Noel rồi nha. Đó, Noel, có mấy người bán đồ Noel, ông già Noel leo dây các loại. Đúng rồi, đường Nguyễn Trãi vẫn còn rộng thanh thang,
nè, ai muốn thuê không? Thuê nhiều lắm.